Đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một dây hoa trang trí màu cam như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Xin chào mọi người. Để bắt đầu vào làm thì ở đây mình đã chuẩn bị những dụng cụ và nguyên liệu như sau này. Về dụng cụ thì ở đây mình có keo dán, mình sử dụng keo nến để dán nha. Mình có những cái cây bút màu như thế này. Cây bút màu nước nha. Một cây thước kẻ này, một cây bút chì, compa và kéo. Và về nguyên liệu thì ở đây mình chuẩn bị những cái tờ giấy bìa màu như thế này. Ở đây thì mình có màu hồng này, màu xanh lá cây và màu cam. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm luôn nha. Đầu tiên mình sẽ đi cắt cái tờ giấy màu cam này. Đối với tờ giấy màu cam này, bây giờ mình sẽ dùng compa này. Sau đó xoay ra một hình tròn. Bán kính ở đây mình để là 7cm nha. Giờ mình sẽ cắt cái hình tròn này ra nhé. Mình sẽ cắt nó ra nhé. Sau khi mà mình đã cắt xong cái hình tròn như thế này, giờ mình sẽ dùng bút chì để vẽ cái phần bông hoa ra nha. Đây. Cái phần bông hoa thì mình sẽ vẽ từ cái phần tâm điểm của cái hình tròn này vẽ ra nhé. Để cho các cánh hoa của mình nó được bằng nhau thì mình sẽ vẽ đối xứng nhé, cứ hai cánh hoa là một. Như vậy là mình đã vẽ xong bằng cái bút chì này. Bây giờ mình sẽ dùng cái bút màu để tô lên nhé. Mình sẽ tô tất cả các cánh mà mình vừa vẽ bằng bút chì nhé.
Đó, như vậy là mình đã vẽ xong này. Bước tiếp theo, bây giờ mình sẽ dùng đến cái tờ giấy màu xanh lá. Đối với cái tờ giấy màu xanh lá này thì bây giờ mình sẽ cắt ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hình tròn nhé. Giờ mình sẽ dùng compa để xoay này. Hình tròn ở đây mình sẽ để kích thước là 1cm nha. Mình sẽ xoay ra đây là 8 cái nhé. Mình sẽ cắt nó ra nhé.